Xin chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục đến với kênh Cao Trung Audio Bắc Giang với video tiếp theo. Em sẽ thử một cặp loa CAF cá heo cho bác La Xuân Quyết, bác ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Bác đã đặt bên em một đôi CAF W12+, nó sở hữu bát 30 và một tép kẹp. Và đặc trưng của sản phẩm CAF cá heo thì em cũng không cần phải giới thiệu nhiều, thì các bác cũng đã từng biết tên tuổi của dòng CAF có thương hiệu của một chú cá heo. Đây các bác nhìn trên màn hình, đó là một chiếc tép. Chiếc tép đều, hai chiếc tép đều in logo hình đầu chú cá heo, một trong những sản phẩm đầu ngành của hãng CAF. Và giờ đây em mời toàn thể các bác nghe chất âm của đôi loa CAF W12+, nó mang ra một chất âm là cực phê luôn. Mà sản phẩm đồng hành của CAF thì lúc nào cũng chất âm của nó thì không phải suy nghĩ một chút nào, tiếng bát và tiếng tép nó là quá tuyệt vời luôn ạ. Thank you.
bay tiếng nhá, và đặc biệt với chiếc bát nó làm được chất liệu màng chống nước thì các bác không phải suy nghĩ về độ ẩm của thời tiết, thì chiếc bát này đánh trên mọi thời tiết, không sợ ẩm hay là sợ nước, đánh để tác động gãy màng được. Và một dòng loa để khẳng định được thương hiệu, đó là dòng loa xe chất bát và chiếc gọng, chiếc củ từ hay phân tần hay những củ tép đều là những hàng được tuyển chọn kỹ lưỡng, được đặt riêng để sản xuất lắp vào dòng xe VK12. Bộ phân tần nó là kinh khủng luôn, tép và bát nó cũng quá tuyệt vời. Ở những video trước em có làm nội tạng về dòng loa xe VK12 cộng này, các bác muốn biết chi tiết nội tạng thì các bác hãy xem kênh của em. Em đã từng làm về nội tạng của dòng loa xe VK12. Và các bác hãy chú ý đăng ký kênh của em để được cập nhật tất cả những video sớm nhất khi bên em giới thiệu về nội tạng hay giới thiệu về các sản phẩm hàng bên em về. Và đặc biệt bên em cung cấp thì nó là toàn những hàng sản phẩm tên tuổi đã được thị trường khẳng định, đã được đón nhận. Giả dụ như những cặp bầu series 501, series 4 bên em đều những sản phẩm nó là quá đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Hay những sản phẩm Audio Center TF8 cộng đủ mãi đấy các anh nhá. Đây là màu trắng này, TF12 cộng, TF10 cộng này. Màu trắng, màu đen bên em là đủ hết để cung cấp phục vụ cho các bác trên mọi miền Tổ quốc, kể cả những sản phẩm về loa vô hay những âm đi nghe nhạc, một chiếc súp điện, súp hơi bên em cũng đủ hết. Đây, giả dụ như những cặp Audio Center PM15 sở hữu bát 40 bên em lúc nào có. Những cặp loa B3 Pro G hay những sản phẩm B3 X15i, X12i hay X8i bên em cũng đủ hết. Các bác muốn biết chi tiết các sản phẩm khi bên em cung cấp thì các bác hãy vào Zalo và Facebook qua số điện thoại 0963101308 thì các bác sẽ được cập nhật và được biết bên em cung cấp các sản phẩm rất nhiều các sản phẩm về âm thanh hàng vải xịn nhé. Vâng, em cũng xin cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi đoạn clip trên. Các bác có nhu cầu thì alo cho em qua hai số điện thoại trên 0963101308 hoặc 0962355309. Vâng, em cũng xin phép dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.